Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh LVT Vico. Thì tiếp theo chuỗi series bói đồ bằng lệnh bài bút xanh ác nhân này. Thì trong video lần trước mình có đánh 7 con, thì vị trí ra cũng được có 1, 2, 3 món xài được anh em ạ. Trong video lần này thì mình tiếp tục đánh 2, 4, 6, 8, 10 lệnh bài bút xanh anh em nhé. Thì đối với lệnh bài bút xanh thì nó sẽ tốn khoảng 250 xu anh em đi mua anh em ạ. À, mở thì sẽ tốn 20 vạn. Bây giờ là khoảng gần 24 giờ đêm, gần 0 giờ đêm anh em. Thử đánh coi như thế nào nhé anh em. Ở video lần trước thì mình có sơ suất là mình làm video nhưng mình lấy dùng để webcam mình che mất cái đồ trước ra anh em ạ. Trong video này mình sẽ rút kinh nghiệm ở điều đó. Em đợi mình tí nha, mình lại mua cái quế hoa tiểu cho con Nga Mi kia em ạ. Em đợi mình tí nha. Em đợi mình tí, mình mua ít cái quế hoa tiểu cho mấy con này. Thúy Yên anh em. Thì trong đây anh em đang xem tại server Hành Sơn nha anh em. Hành Sơn võ công truyền kỳ .net nha anh em. Nga Mi này nhặt đồ bỏ tài. Chà Rose. Mất công đi mua cái phù anh em ạ. Thực ra phải chạy con Thúy Yên chạy ra anh em ạ. Mua về mua cái quế hoa tiểu mà ai ngờ nó không nhớ dương ở ba lăng với đâu ấy. Phải chạy ra đi chứ anh em ơi. Trong video lần trước thì có nhiều bạn bình luận là đánh cả mấy trăm con bốt thì mới được đồ ngon anh em ạ. Thì hôm nay mình cứ một ngày mình đánh khoảng mình gom ít tiền mình đánh thử anh em ạ. Rồi như vậy là mình chuẩn bị xong nhé nè. Giờ bắt đầu mình mở thôi anh em ạ. Mình mở nhé nè. Mình mở thử coi là được đồ như nào. Mở một con trước anh em, hệ gì đây? Hệ thủy ngon rồi anh em ạ. Hệ thủy ngon rồi anh em ơi. Thủy là thơm mơ rồi nè. Thủy là rất thơm mơ nè. À quên lấy con 5 bục bùa nữa nè em ạ. Phải có 5 bục bùa mới nhanh được. Mình sợ phá lắm em ạ. Giờ này nói chung giờ khuya rồi, không biết là anh em phá mình không, nhưng thôi kệ, cứ mở cho vui nè em ạ. Cái server này có rất cái hay anh em ạ. Có cái lệnh bài bút nhân này, lệnh bài bút xanh như này. Nó ná như con bút sát thủ anh em ạ. Đặt tên là ác nhân gà siêu việt, ghê thật. Hình như là không có Nga Mi, không có ngủ độc bút nên cảm giác nó chậm chậm như rùa bò nè. Đợi tí nha anh em. Đợi tí mình dắt 5 độc bùa lên mình săn coi là hôm nay 10 con lệnh bài này sẽ được món gì anh em nhé. Anh em hãy động viên cho mình một like, một lượt comment nha anh em. Một lượt like, một lượt comment thì giúp mình có nhiều tiền hơn thì có nhiều tiền hơn để mà bút bùa cho anh em, để mua lệnh bài bút nhân làm video cho anh em xem anh em ạ. Như vậy đã có bùa nha anh em, đã có bùa rồi nha anh em. Đã có bùa mà dính góc thì sao anh em ạ. Để mình mở thêm con nữa nha anh em nha. Thêm con nữa nhân vui anh em ạ. Mở thêm con nữa, hệ gì đây? Hệ mộc, ngon, thơm bơ, thơm bơ. Thơm rồi anh em ơi, thơm rồi, hệ mộc.
may mắn 3-4 lên em ạ. Ở series lần này thì mình vẫn mặc may mắn 3 nha anh em. Tuy vẫn mặc may mắn 3 nha anh em, không có gì thay đổi, vẫn mặc may mắn 3. May mắn 3 và ăn Quế Hát Tiểu và Thiên Sơn Bảo Lộ nha anh em. Mình thấy đánh hơi chậm anh em ạ. Anh em có đánh đợi như nè. Anh em có thể tu qua nhanh cái dạy đằng này thì còn trời không ai tới phá anh em. Bây giờ là 24 giờ đêm rồi. Nắp dù góc lâu quá. Đốt máu dữ trời. Lâu thật anh em ạ. Anh đàm này lúc nào cũng chết trời. Cảm giác lâu thật anh em ạ. Kệ anh em. Lâu nhưng vui được anh em ạ. Bút hết mùa luôn em, con bùa khá tất cả mình chưa tăng thôi. Bùa khá tất cả mình chưa lấy kêu anh em ạ. Phải mọc gần chết anh em ơi. Phải mọc gần chết, còn thì thấy núp góc trong này là không chết được. Cầu trời ra một món may mắn thôi anh em ạ. Hê tiền nhé anh em. Đây chỉ cần tốn 250 xu và 20 vàng. 20 vàng tương đương với 100 xu thôi anh em ạ. 20 vàng chưa tới 100 xu nữa. Video này hơi dài nên anh em thông cảm mình nhé anh em nha. Anh em có thể tua nhanh cái đoạn đánh này và đợi kết quả nhé anh em. Mình sẽ cố gắng mình né cái màn hình webcam ra để cho anh em coi đồ. Mình rất xin lỗi anh em mà trong video lần trước thì mình có show đồ mà che mất. Lần này thì nó sẽ khác anh em ạ. Mình rút kinh nghiệm mỗi ngày mỗi video và mỗi ngày giúp kinh nghiệm để hoàn thiện những video của mình hơn anh em ạ. Nhớ lại ngày đầu mình làm video thì rất là sơ sài. Rồi bố gầy màu gần chết em, còn bố gầy thủy thì đang trông chó rồi đó, không biết là lúc nào nó mới chết đây. À có thể mọc trước anh em ạ. Con hệ mộc trước đây. Lượm lúa anh em ơi. Bị lượm lúa anh em ơi. Chuẩn bị lượm lúa đây em ơi. Chuẩn bị lượm lúa thôi. Chớt nào. Nhẫn hoặc dây chuyền ngọc bội nào. Chớt nào. Không. Đừng có món trời. Có món anh em ơi. Được cái nón này, cái kháng lôi 30 rồi. Một kháng lôi có 4 rồi. Ôi, lỗ rồi. Thôi mở tiếp mấy con đánh cho nhanh nha mọi người. Không thấy gì nữa, không muốn cái cả này. Con này em ơi. Đó, được có món à. Mở thêm cho nhanh, đánh cho nhanh nha mọi người. Cho anh em đỡ phải đến lâu. Thủy. Gà chơi trời, gà siêu việt, gà trí tuệ, hệ thủy không, á hệ kim kìa, mở nấy con này. Rồi hệ thổ,
Như vậy trong đây là bao nhiêu con? 4 con, mẹ ăn được con 5 con, ở đây con tổng cộng 5 à. 5 con đang đây nhé em. 3 thủy, 1 kim. 1 thổ nhé em. Còn 4 con này thì mình sẽ mở cuối cùng. Thì mở cuối cùng cho anh em xem. Đánh hơi lâu anh em thông cảm nha anh em. Đặt mình cùi quá. Nên được cái cảm giác vui lắm em ạ. Cố gắng cho Arthurin ăn ăn lên cấp cao cao cho có độ đam to nè, đam hơi nhỏ. À nãy giờ hệ màu không ngon, ra hệ thủy ngon, hệ kim không có gì ngon em, kim thì không có gì ngon hết. Hơi lâu anh em ạ, hơi lâu, lâu quá anh em ạ, núp vào góc lâu quá. Chưa bốn nào mới nửa máu anh em ơi, mới có nửa máu thôi anh em ạ, rất là lâu. Đánh này làm cho anh em coi lâu, anh em hãy thông cảm cho mình cái, anh em hãy động viên mình bằng một nút like nhé em, một nút like nhé em. Các bạn thể mình làm video mình ăn luôn event của Thúy này quá anh em ạ. Cố gắng kiếm cái bộ may mắn cao cao săn nghe vui anh em ạ. Mắng bèo quá. Quá điểm à. Chẳng mấy ngày nay chưa ra được cái món may mắn nào anh em ạ. Chua thật. Mấy ông bán may mắn bán rất cao. Còn giá trên trời không anh em. Giá trên trời sao mình mua nổi anh em. Nó chưa được cạc nào dỡ dỡ hết đây nè. Có quái sắp chết rồi. Có con sắp chết rồi anh em ơi. Cái con không biết con gì đây. Có con sắp chết rồi. Máu đỏ rồi anh em ơi. Hệ thủy gần ra cái vũ khí còn ngon tí. Ồ, hệ thủy chết trước rồi. Hệ thủy chết rồi anh em ạ. Kiểu ví và thầu trang thiên tầm hồ biển. Ô được 3 món anh em ạ. Để qua đây nha anh em. Để qua đây nha anh em. À nãy quên. Sorry anh em là vẫn để bên kia làm che mất cái màn hình anh em. Bây giờ như cái giày lúc nãy này anh em nói lúc nãy này. Nó hơi cùi bắp tí nha anh em. Nó hơi cùi bắp tí. Nó vẫn bị che hả anh em. Ôi ngạc tiếng tí mất. Không tức lên, không tức lên. Nhà không mất anh em ạ. Rồi đã nhặt rồi nha anh em. Đã nhặt rồi nha anh em. Đã nhặt rồi nha anh em. Giờ chúng ta cùng soi đồ nào anh em ạ. Cùng soi nào. Em cầu chúc cho mình được món đồ ngon nào em.
Thằng hỏa có 5 à. Quá bèo anh em ạ. Thằng hỏa 11 bèo quá. Trời ơi, một sinh lực gần 3 nữa chứ. Trời 22. Điền cho may mắn có vẻ thấp quá anh em ạ. Thêm được mấy món gì đây? Kim cô bổng, kim cô bổng. Trời ơi, má cái bổng kìa. À, sát thương mà 41 điểm là đúng bài rồi, trời ơi. Lúa về rồi. À, sát thương mà 41 điểm là lúa về anh em ạ. À, sát thương mà 41 điểm là lúa về rồi. À, vẫn bị chia ta. À, sát thương 41 điểm là lúa về anh em ạ. À, tiếc thương cho một cuộc tình quá anh em ơi. Tiếc thương cho một cuộc tình. Tiếc thương cho một cuộc tình quá anh em. Tí nữa là lụm lúa rồi. Tí nữa là lụm lúa cái bổng này anh em ơi. 10-20 đâu. À, tí cũng ngon, nội lực cao, sinh lực cũng được anh em ạ. Mình đang cần cái bao tay như thế này cũng được. Ui, thắp thương 1 điểm, vãi. Hỏa 4. Đâu mà cái áo, trời ơi, mắt ngó mà không có phục hồi, trời ơi. Đen dữ trời. Mắt ngó mà không có phục hồi, trời ơi. Tí nữa lúa về rồi em ơi. Tí nữa lúa về cái áo này rồi. Trời, cười bắp rồi, dây chuyền. Rồi dây chuyền không ngó 15. Gì ngon hết anh em ạ. Không gì ngon hết. Giác không anh em ạ. À, cái bao tay thì cũng tạm được anh em ạ. Sinh lực nội lực cao để dùng. Cái bổng này cái sát thương mà cao cao tí ngon. Áo này áo hiệu thủy hả? Mấy ai dùng không? Nha bố thì thổ lâu quá, chắc mình mở thêm vài món anh em ạ. Được hai món dùng được cái này không tạm. Giày thì vứt đi anh em ạ, giày thì nó phôi. Để mở thêm nha. Để mở thêm 4 con còn lại nha nè. Nó đang hình cái ra cái bổng này quá mà, điền thật. Tí nữa lùm lúa. Hệ thủy một con. Hệ mộc rồi, thơm bơ rồi. Hệ kim. Ôi, hai mộc rồi, thơm bơ rồi anh em ơi. Cầu chúc cho mình được cầu chúc cho mình được món may mắn nào anh em. À, trời ơi. Hai hệ mộc luôn, thơm bơ quá, thơm bơ. Quá thơm bơ anh em ạ. Này, quá thơm bơ này mà. Ai nhìn đến cỡ này thôi chứ. Cho mình tắt cái cam đi nè. Tắt cái cam lên soi đồ cho anh em dễ coi. Để mình tắt cái cam cho anh em xem nhé anh em. Dễ mất công thì kêu là chia nữa. Mờ mờ ảo ảo nó mới hay anh em ạ. Nice. Con nào chết chưa mà thấy lâu quá anh em ạ. Mở lệnh bài bốc nhân này không biết sao đây.
10 lượng này mình tốn mất 2 kim đấy anh em ạ. Hai kim của mình đấy anh em ạ. Người ta nói là nếu mà ra đồ VIP nhiều quá thì server nó sẽ nát nhanh em ạ. Nói chung là mình cũng cầu đồ VIP thôi. Thực sự là quân lực 7 luôn, trời ơi. Ông này kiếm đâu ra mà hoáng binh ghê ta. Ghê thật anh em ạ. Không gì cả, kiếm đồ đâu ra ghê thật. À, chỉ giữa món nào hết anh em ơi, phải lâu quá. 21 phút rồi anh em ạ, anh em thông cảm, sắp được rồi anh em ạ, sắp thành công rồi. Gì nó phải có thời gian của nó anh em, gì phải có thời gian của nó. Hát nó ngon hệ mộc, cho ta được cái gì đấy anh em. Hai con hệ mộc lận anh em ạ, hai con hệ thủy, một con hệ thổ, à một con hệ thủy chứ, một thủy một kim một thổ anh em ạ. Ôi rồi con gì mới chết đây, hay gì con kia không giấc gì chúng ta, con gì giấc, con gì mới chết không giấc gì luôn, phải thật. À, anh em ơi, có nhẫn ngọc bội anh em ơi. Giấc gì ta? Tôi thêm ngọc bội nữa anh em ơi. Rồi, chúng ta cùng soi nhé anh em. Cùng soi thử nhé, cái nhẫn gì kìa. Vào tay. Rồi 15. Được một con độc, cái con này hệ kim người ta. Kim nhẫn hệ kim rồi. Bắp rồi, rồi con ngọc bội hệ mộc này. Ngọc bội hệ mộc này. Đâu mà ngon. Má của nữ thì ngon hơn. Của nam không ngon lắm anh em ạ. À giờ may mắn thì không chịu vậy. Các thằng lôi của nam chứ, thằng lôi của nữ ngon hơn anh em ạ. Nam ít người xài quá. Có tay anh em ạ. Đen, hôm nay đen rồi anh em ạ. À, tưởng cái ngọc bội may mắn chứ. Hai cái quả 10 con không được gì hết anh em ơi. Này thôi lâu thật, 300k nữa. Chắc lót thêm thiên nhẫn anh em ạ. Lót thêm một thiên nhẫn quá. Góp thêm thiên nhẫn nè, à, buồn ghê anh em. Tưởng được lúa cái ba cái rồi trang sức rồi chứ. Sắp chết rồi anh em ơi, 230 mấy k, không để anh em đợi lâu, đang cố gắng giữ một thiên nhẫn ra anh em ạ. Có thiên nhẫn đang chạy ra nhé anh em. Bây giờ vừa tròn 12 giờ, không biết cái con hệ thổ này đánh nãy giờ không biết được cái gì đây. Bây giờ vừa tròn 12 giờ anh em ạ.
130 mấy cây máu nữa anh em ạ. Chết rồi anh em ơi, sắp chết rồi. Máu còn có tí nữa thôi anh em ạ. 36k nữa thôi. Không đây, xong đây rồi. Món gì đây? Này có con bố không giới ra món gì luôn nha anh em. Nên anh em Ngọc bội thổ đâu ngon. À, con này đen quá đen anh em ạ. Đó như vậy thì mình vừa khui xong 10 con bố nha. Không được gì hết anh em ạ. Không được món gì xảy tạm hết anh em ạ. Xin tạm ngừng video tại đây anh em. Đèn quá. Để bữa sau mình kiếm lần bài mình làm tiếp nha anh em. Chúc anh em đi game vui vẻ nha. Hẹn anh em một video bói đồ tiếp nha anh em. Anh em hãy cố gắng động theo dõi động viên kênh của mình nha anh em. Để anh em có thể tiếp tục ủng hộ mình để mình tiếp tục bói đồ tiếp anh em ạ. Rồi, rất cảm ơn anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video khác. Bye bye anh em.